Today I have another chapter. We study on chapter 8, hotels. And you need to the title Who Stole the Baby. Chẳng thằng này dân được sắc xàm vì bề rên bò dân phía xong liệt hạ thị đọc chụp bụt thị bàm bấy chụp nông chuyện là hotel. Đại dân phía xa khám ai hai thà rừng nị tiền. Hai bề rên thị bí có dân được sắc xàm vì đáy của Who Stole the Baby. Ta nôn ná đại bàn lối ទីរបស់នោះចឹងនៅក្នុងការរៀននេះដើម្បីដឹងថាតើយើងនឹងមានវីដេអូរៀនពីអ្វីខ្លះសូមយើងទាំងអស់គ្នាជួយចុចទៅពាក្យ subscribe និងចុច like និងចុចលឺសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តបន្ទាប់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលថាតើមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាពីអ្វី You are going to read the story on page 46 and 47. Yes. You read the story Who Stole the Baby. Chen chen ng an rương mũi đai mê chung nông chen tha tan ná chen nẹ lùi hộ mà rứt tìa rô tôi nụ. And on the grammar point, you are going to study on relative clause with who, that, or which. Hai nè phần này grammar có dư thức xa bì relative clause rồi có ai hai thờ relative pronoun đai mê bìa who, bìa that, nâng bìa which. Ta kì pra who nè bê ná, that nè bê ná, which nè bê ná. Hãy ta relative clause nâng kì pra tự ra phở vầy. Chẳng cho bộ phần ngọt nế. Stop nè video nế bằng to. Chẳng muốn nâng dương bằng to cho được khăn ông mê riêng đại dương trời sắc xa từ lưu vi dây co nâng biểu. Đại miền được khăn ông ăn tập bót chẳng dương trời có bây score nâng biểu mùi chùm nôn. First, you have to understand some vocabulary here. So, in here, the first word that you are going to study is predict. 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 Chẳng biết predict nế? Chẳng ăn ngọt nế mà. Predict. Predict. Chẳng thạc biết bỏ phía cư chứ kìa sắp để ông lý hai thật verb. It mean. We mean này chỉ biết xong lý là to guess. Or to say that an event or action will happen in the future. Ok. Lớn xa là bọn ăn biết nó là quên mất. Ăn ta mấy nào. Predict. Predict. Yes. Chẳng hạ biết predict nế. Bỏ prai chỉ biết xa không ai hay thá. Bạn xa màn. Tụt tiền. Smart tụt thì muốn nó quay lại ai cả láng. Chứ mới bị tí bí. Cứ bị là clear. Clear. Bị này mùi chiếc chứ là group bài xe xe nhà sâu. Thảo vì sẽ cột này tròn nà thế. Clear nó thật nạp bí cứ adjective. Cái thật côn niếm chứ phải xa khám á. The meaning. Này bộ phía cứ easy to see through. Easy to understand. Chứ bị clear. Mới dừng an mới. Clear, clear, yes. Clear nó là bài viết sạc mai là chụp loa, lưu thla. Đấy, cái nông này nó kì thà, nghe sử dụng nóng cả mơ, nghe sử dụng nóng cả yếu, nóng hạ thà clear, yes. Vì bằng hai chụp bài. Ok, bịa tí bấy, cái bịa steal, 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 yes. Mới thà an mới. Sạc là bóng, steal, yes. Cái steal là bị kìa sắp, it's mean. We mean này thì bây giờ ông lấy hai definition mà viết là to take something without the permission or knowledge of the owner and keep it. Chứng bây giờ steal ấy, và cái này dây át này mà viết cái thang dương dụng quầy mùi đòi mình miền hai cả là nhà bị kế vì mình chạm bỏ cái hai dương tục viết là hai thật steal. Chứng là steal bây giờ sao không ai bên đây thật mấy đấy? Bây giờ bây giờ sao không ai bên đây thật lùi, lùi nhá. A building or large room used for events involving a lot of people.
seven. Seven will be end. End. Ye tlop khoe ni be end ng ha di end di end. Tai khong ni end na be ke sap na end. We have to finish or to stop. To finish or to stop. Jeung be nei tha bang va chop rư ko chop. Khoe ni. Okay, lai slide bon to tiet. Slide bon to ni jeung sa sam pi relative clause. Relative clause ជាង clause មាន ន័យ ថា វា មាន ទាំង subject និង verb ហើយ វា អាច មាន object នៅ ក្នុង នឹង ទៀត ជាង relative clause okay ជា relative clause នៅ ពេល នេះ យើង សិក្សា ជាមួយ នឹង relative clause ដែល គួរ យក តែ 3 មក ប្រើ ទេ គឺ who that ហើយ នឹង which who that and which ចា ឡើយ មើល example ដូចមក គេថា Kaka is an engineer he works in Phnom Kaka is an engineer, he works in Phnom Penh. Chính như khơi clear này, chỉ là bác bì. Chính như ở trong ai pra noun được cho subject na để thay tham mưa tới điện trọng đá, chính cái ai đâu clear tới chìa. Kaka, who works in Phnom Penh, is an engineer. Chính là cái lấy đại biệt, Kaka vì chìa, bật thiên là không là bác tìm mối, chính như cắt khám mà mối máu. Hãy dừng bắt đầu cái lại bị he để noun has pronoun mỗi chùm nổi bị ca ca nữa như đã bị đói who trên ca ca who works in Phnom Penh chắc bị who works in Phnom Penh anh ấy cái hai thai chia clause mỗi chia little clause đại dương pra biến bị thá who is an engineer ok ưu tiên hôm tiết the river had a particular clear water It was near the village. Chẳng là bên này, những ai cho phía đưa thiếu khó để bà bị ấy bình mà đón. Hù tiết là bà này. Chẳng lấy cái lệ mở ngọt này mới. The river, which was near the village. Lại bị it. Để sao vì chỉ vật thấu. Chẳng river mà đón này. Cứ dừng bắt đầu phía tới chỉ phía which. Chẳng the river, which was near the village, had a particular clear water. Okay. Chẳng nên hai relative clause chẳng như mơ relative clause này khổ này cứ miền bìa who, which này là gửi đặt bó kiểu hay như mơ chẳng xong nô cái số thà when do we use relative pronoun rồi có relative clause chẳng chẳng lá cái thà we use relative pronoun or relative clause to join to sentence or to give more information about a noun in a sentence chẳng cái bà relative clause rồi có relative pronoun này làm bầy cho là bà bì ở cái gì là bà thì mối rứ có làm bầy đó bởi vì mình thay một bì nia mùi nó còn là bà mùi nè vậy ai thử cái chùm đồ phía nè ok họ chẳng chịu thì hóa ta mơ nè mà nó đi ai bắt đầu lại bà bìa nìm đó the car is black it is expensive chẳng bởi the car that is black is expensive chẳng cái gì nó bìa đòi bà bìa đẹp chẳng bìa đẹp nè ai bà bàn thêm một nô sát chứ ai para as nè thằng này lấy cho para một tỏ tiền mà nè chứ vừa bị who cái para tạm ấy who is used for people chứ who này cái para sản phẩm bị mình know như chuyện know bị nè để phải chuyện know như para bị who which này para sản phẩm for thing và chỉ vật thọ á này bị that cái para for people thing and general time but not for the names chả bị that này cái para sản phẩm mình know hai năng bill lia tu từ và tái kỳ ở pra sản phẩm chmua mà đồ hề chẳng ưu tiên hoa này còn nếu dừng ai mơ tới là the girls who like cats are coming home tomorrow chẳng bao giờ thì xe là bà nâng ai khai chứ là bà thông đá the girls are coming home tomorrow they like cats mùi thích the flower which is blue smells good chẳng như mơ và dương ai nè the flower smell good it is blue chẳng ní chỉ là ba là dương phá cho mùi nắng phép relative clause ok chẳng nằm bây vẫn to một tiết dương ai mưa từ lửa mê riêng nông sử phơ bói dương ai dương sạc là bóng an mê riêng nông tên á nông sử phơ nữa chẳng ăn tập bọt miền sạp nế nè khổ ní dương ai phó phía an bàn ok sạc là bóng an thế ai nè khổ ní đấy dương ai nâng mưa vẫn The king knew who was the mother because he took her baby
B, he put her baby on the table. C, the thief could hurt the baby. The mother got the baby. So the answer is C, the thief could hurt the baby. Now check the answer in the next slide. See? Okay. Let's change to section B. Section B ni, lalu kita baca jumlah hai seram tayo mendoong, dan yung an, hai yung mưa sepau bawa yung mana. Okay ni. Jangan kita baca jumlah hai seram. Okay, the king who live in a palace in the city and did their squirrel. Two, the people who live in the village took them to the king. Three, the river which was near the village had particular clear water. Four, the woman who couldn't hurt the baby was his mother. Five, the woman who stayed in the palace to work was a thief. Six, the woman who was walking by the river stole the baby. Seven, the event which she could never forget occurred in the or in a we